thời gian khác nữa. Có ai mà chạy hoài không nghỉ không? Em phải nghỉ chứ. Cộng tóc mình cũng vậy. Thì đó là giai đoạn kata chỉnh. Kata chỉnh là giai đoạn biến, gọi là chuyển đổi ha. Nó là giai đoạn chuyển đổi, tức là giai đoạn nằm giữa nha. Thì gọi là giai đoạn chuyển đổi. Thì giai đoạn này nó nói như thế nào? Trang 233, kata chỉnh là một giai đoạn brief transition, rất là ngắn. Giai đoạn chuyển đổi rất là ngắn. Nó ngắn lắm, ngắn đến nỗi mà người ta không còn để ý tới. Thì thành ra cái này nếu tính theo phần trăm chỉ có 1% thôi, mà tính theo số tuần nó chỉ tồn tại từ 1 tới 2 tuần nha. Giai đoạn này là giống như là chuyển đổi. Chuyển hóa đi. Nó tồn tại bao nhiêu cân? Chỉ 1% thôi. Hầu như không có, nhưng mà cô ghi cho cưng khoảng 1% thôi. Thì giai đoạn này nó tồn tại khoảng bao nhiêu? Nói cô nghe coi. Giỏi. Từ 1 tuần tới 2 tuần phải không? Từ 1 tới 2 tuần. Đó. 3 giai đoạn khác nhau. Rồi bây giờ mình nói cái giai đoạn cuối cùng, gọi là giai đoạn thoái triển hoặc là giai đoạn cuối cùng. Cái giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng của nó đó. Cuối cùng là như thế nào? Là giai đoạn này hầu như là cọng tóc bắt đầu nó rời ra khỏi nằng lòng. Nếu mà em theo cái hình của nó đó, sợi tóc đầu tiên mình vẽ ba cái nằng lòng nha. Ai nó chờ nhỉ? Telogen. Dạ. Collagen và telogen. Thì đầu tiên cọng tóc của mình nó phát triển nè, thấy không? Nó mọc rất là khỏe. Nó có cả rễ dưới đây. Và tới thời gian chuyển đổi này thì bắt đầu nó hơi rời ra một chút. Tức là thay vì cái bầu tóc đó nó sẽ nhỏ lại. Thấy không? Nó yếu hơn một chút. Thì mình thấy rằng có vẻ nó bắt đầu nó hơi rời ra khỏi cái nằng lòng. Nhưng mà tới giai đoạn thi lưu trần thì hầu như trong đây có một sợi tóc nhỏ. Thấy rõ ràng không? Sợi tóc này nó mới đẩy cái cọng tóc này đi ra khỏi cái nằng lòng. Tức là dưới đây nó đã có một sợi tóc nhỏ rồi. Thành ra nếu nói một người mà bị rụng tóc không mọc, tức là dưới này như thế nào? Không có mầm tóc non. Nó không có một sợi tóc non nằm ở dưới. Thành ra rớt là rớt luôn. Là do thế nào? Là do protein trong người em không có đủ. Không có cách nào chỉ được cái này hết. Em chỉ chỉ được bên ngoài thôi. Bây giờ mình hiểu chưa? Thành ra cái gì rớt mình sẽ được bồi lại nếu cơ thể mình đúng theo cái chuyện chu kỳ của nó nha. Thành ra ba chu kỳ này phải nhớ cho cô. Cái chu kỳ cuối cùng gọi là chu kỳ giai đoạn thoái triển, thấy không? Thoái triển là như nào? Thoái hóa và phát triển. Tức là thoái là một cái gì nó mất đi, nhưng mà nó triển là một cái gì nó mọc ra. Ha? Thì giai đoạn này và giai đoạn cuối cùng ha, gọi là giai đoạn thoái chuyển. Thoái là bị một cái gì đó mất đi, nhưng mà chuyển một cái gì đó mọc ra. Bị gì đó mất đi, chuyển cái gì đó mọc ra. Thì giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng ha, hay mình gọi là giai đoạn cuối cùng. Thì cô nói không? Đã. Giai đoạn này nó như thế nào? Tức là cọng tóc mình ở dưới nó đã hoàn toàn lớn mà nó đẩy cái thằng cũ ra. Tức là nó phải có cái mới rồi nó mới đẩy cái cũ. Có hiểu cô nói không? Nếu không có cái mới nằm ở dưới làm sao nó đẩy cái cũ đi được? Thì cái loại tóc này, cái giai đoạn này nếu chiếm tổng thể, đó là một giai đoạn mà cọng tóc mình bắt đầu có những mầm mông non ở dưới, và đồng thời nó đẩy cái tóc già đi.
để cọng tóc non bắt đầu mọc lên. Thành ra em thấy khi mà cọng tóc mình nó mọc mới ra đó, nó đâu có cứng, nó mềm lắm, thấy không, nó mềm lắm. Nhưng mà sau thời gian nó lại cứng cỏi là tại sao? Nó hút những chất đạm trong người mình. Nhưng mà so với người và lông tóc thì cái tóc mình dày hơn chút, cái lông mình nó ra chứ đâu có thấy, hiểu cô nói không? Nhưng tóc thấy, tại tóc nó có màu. Trên người mình là vellus, là lông tơ. Giờ hiểu cô nói không? Thì giai đoạn này là một giai đoạn mà bắt đầu cọng tóc đã fully grow. Fully grow là cọng tóc mới, cọng tóc cũ, cọng tóc mới nằm ở dưới đó, nó bắt đầu nó đã hình thành ra một sợi tóc. Và khi nó hình thành rồi thì nó sẽ đẩy cái sợi tóc già rớt ra khỏi hoàn toàn cái nàng lọc. Nếu mà cái cọng hành mà cưng không cho nó mọc ở dưới đất thì làm sao nó sống? Nó sẽ chết đúng không? Thì cái rễ nó phải bám dưới cái đất thịt của mình, nó mới hút được máu với chất dinh dưỡng của mình. Thì trong giai đoạn này đã có một sợi tóc nó nằm ở dưới rồi, baby rồi. Thành ra khi baby rồi nó đẩy cái sợi tóc già này rớt ra, đó là giai đoạn thoái chuyển, hay còn là giai đoạn cuối cùng. Nếu mà theo thời gian đầu tiên, giữa và cuối, đúng không? Thì giai đoạn cuối cùng này là sợi tóc nó hoàn toàn nó được mọc ở dưới và nó đẩy những sợi tóc cũ đi ra. Nhưng mà sợi tóc này thường thường đó, nó khoảng chừng 10%. Cả một chu kỳ nó chiếm khoảng 10% nha. Đó. Và thời gian nó tồn tại là từ 3 đến 6 tháng. Đúng rồi. Phải nhớ cái số này nha. 3 tháng là mân đó. Tới mấy tháng? 6 tháng. Thì em thấy trong 3 giai đoạn nào cái nào mạnh nhất? Ai đẻ ra cũng đầy tóc hết. Rồi tới giai đoạn này nó thở thở ra cọng này. Cả một thời gian chuyển đổi như thế này á, thì nó kéo dài cả một nguyên một cái quá trình đó là từ 4 tới 5 năm. Con này nè, cái này nó estimate là cái giai đoạn phát triển này tồn tại cả cái này nha cưng. 4 năm. 4 tới 5 năm, và từ 3 tới 5 khoảng đó. Nhưng mà cả một quá trình nó là từ 4 tới 5 năm. Thành ra có một năm chỗ này, coi chừng, coi chừng. Thành ra cái giai đoạn cưng mất tóc hay không là phần này. Cưng đã bị hụt hẳn một số tóc rồi, thành ra cưng hụt hẳn nhiều quá thì khi nó thoái chuyển lại nó cũng được bao nhiêu đó thôi. Em phải nhớ cái xác suất khi em đẻ ra cái đầu em 1 tỷ sợi tóc đi, nhưng nó có 1 tỷ cọng tóc sống đâu, cũng một số sẽ chết đi chứ. Đâu phải da đầu mình chỗ nào cũng có lỗ chân lông, thì chỗ nào cũng có tóc, có những nơi lỗ chân lông nó xa ra. Nhưng mà người ta tính trung bình, trung bình, nhớ chữ trung bình, tức là có những người đúng, có những người xác suất sai, nhưng trung bình cả một quá trình này từ 4 năm tới 5 năm. Trong 4 năm tới 5 năm đó mà em không chăm sóc thì như thế nào? Bởi cọng tóc nó mới rụng. Và hair loss. Giờ hiểu cô nói không? Cái cycle này nó một lần nữa là trải ra từ 4 tới 5 năm. Thì trong giai đoạn đầu là từ 3 tới 5 năm đầu đó, cọng tóc mình phát triển rất là mạnh, khoảng 90%. Thì nó gọi là anagen, là thời gian phát triển tóc. Qua thứ nhì thì giai đoạn chuyển hóa gọi là carnation, nó chỉ có tồn tại 1%, đó là mình nói thôi, nhiều khi nó không có số trăm nào hết, thì nó tồn tại chỉ từ 1 tới 2 tuần. Nhưng mà để trở lại giai đoạn thoái chuyển là cọng tóc rớt đi thì phát triển nó phải có một cọng tóc khác ở dưới nó trồi lên. Thì giai đoạn này là giai đoạn khoảng 10%, nó tồn tại từ 3 tới 6 tháng. Thành ra trong khoảng thời gian này mà em không chăm sóc, em không biết take care thì cọng tóc em trở thành mất đi. Dạ, khi nó mất đi như vậy thì coi như mình có tình trạng là bị hair loss. Đó, có ai thắc mắc gì không? Hair loss là tình trạng bị mất tóc không được bình thường.
Những người mới có 18 tuổi mà đã mất tóc thì trường hợp đó gọi là alopecia. Alopecia là giai đoạn mất tóc không có bình thường. Bây giờ mình già mình mất tóc, đương nhiên tóc mình mọc chậm, đương nhiên, nhưng mình không có bị trọc. 80 tuổi tóc mình chỗ đó nó mỏng đi chứ. Mà em để ý đàn bà mình hay bị rụng tóc ở đâu, em để ý không? Hai bên này thấy không? Mà đàn ông thì đâu? Này nó đã tạo ra như vậy rồi. Nhưng mà có những người đàn bà mất tóc ở đây thì cái đó gọi là hair loss, alopecia. Cái chữ này là đại diện cho chữ mất tóc. Mà có bình thường không cưng? Rụng tóc không được bình thường nha. Thì thường thường rụng tóc có nhiều lý do. Thứ nhất là do mình có thể, người ta thống kê đàn bà, đàn ông ở tuổi 35 rụng tóc rất là nhiều. Nhưng mà ở tuổi 45, hello, good morning, your name? Venus, my name is Jenny, by the way. Hi, Jenny. Good to see you. Thank you. Walk around. Yeah, just walk around and enjoy it. Thank you. Có người đẹp hơn cô cũng được. Ngày mai tao cạo tóc tao cái sạch, búi nguyên tóc đỏ cho. Mày nó nói tiếng gì? Hồi xưa có cô có tóc đó. Không cái đầu cô cái gì mà không cái gì cũng có. Rồi, ok. Giờ hiểu cô nói chưa? Có ai thắc mắc gì không? Ok. Thành ra khi rụng tóc rất nhiều lý do. Người ta thống kê rằng đàn ông và đàn bà ở tuổi 35 á, rụng tóc rất là nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà ở một số tuổi đàn ông lại rụng nhiều hơn đàn bà. Cái đó là do scientist tụi nó thống kê. Nhưng mà tất cả cái gì là do, thứ nhất là cái gì cưng? Là do nhiều khi mình bị căng thẳng. Mình căng thẳng của rụng tóc, mình cảm thấy tôi đẻ ra không thuộc thế giới của tôi. Ủa sao kỳ vậy? Thế giới mình ở đâu sống? Giờ lên mặt trời, trăng sống ở trời. Nhưng mà cái đó là cái do cái cảm xúc emotional. Cái emotional của mình khó nói được lắm cưng. Yeah. Đúng không? Mình không nói được. Có thể mình có đầy đủ tất cả, nhưng mà tại sao mình vẫn căng? Đâu biết đâu. Nhưng mà căng quá có đứt không? Đứt. Cái gì đứt? Tóc không? Tóc đứt. Thành ra người ta nói đứt tóc là rụng tóc nó nhiều lắm. Emotional impact là cái vấn đề mà về vấn đề cảm xúc đó. Không, cái này lát cô nói được cưng ha. Rồi, đầu tiên là do cảm xúc, thấy không? Mình cảm thấy rằng mình không đẹp như cái cô kia thì gọi bác sĩ thẩm mỹ, bác sĩ làm cho em, tút cho em từ A tới Z, thấy không? Nhưng mà sao em thấy em đẹp hơn mà sao cũng không thấy tóc nó cũng rụng vậy? Tại vì em cảm thấy em không có tự tin, em cảm thấy rằng con người em làm cái gì cũng sai, đúng không? Mình quyết đoán không có đúng, less assertive. Và mình cảm thấy rằng mình không thành công. Mình cảm thấy rằng sau khi em đi ra cộng đồng không ai ưa em hết, thấy không? Em cảm thấy rằng em già hơn người khác cũng bằng tuổi đó. Thì nói chung những cái đó gọi là cảm xúc, emotional, nhiều lắm, rất là nhiều emotional. Thành ra một số em nói em ăn đầy đủ, em ngủ đầy đủ, em tất cả đều có xà bông, giày cũng đầy đủ, cô dạy em massage đầu, em massage liên tục mà sao vẫn rụng tóc. Đó là những cái mà em cảm thấy mình cảm thấy mình không hấp dẫn hơn người khác, mình thấy mình không thành công hơn người khác, quyết đoán cũng dở hơn người khác, cảm thấy rằng ra đời không ai ưa mình, mà cảm thấy mình già hơn thì coi ăn ở như thế nào. Coi ăn ở như thế nào? Em ăn ở tốt lắm cô, mà sao tóc vẫn rụng? Thôi đi mua tóc giả nội đi cho sợ. Thành ra bởi vậy cô nói rồi nha, cái emotional đó, cái cảm xúc nó quan trọng, rất là quan trọng. Mà đầu tiên nó thể hiện lên tóc, và thể hiện lên da, sau đó thể hiện lên móng. Em thấy không? Tại vì tóc, da và móng là một bộ với nhau.
À, thành răng. Ra hiểu cô nói không? Răng. Hả? Răng. À, răng mà răng là tệ lắm nó mới bị đó. Yếm lắm. Răng hiếm lắm. Nhưng mà những người mà có bậu có thể bị tới răng tóc yếu lắm đó. Yếu lắm mới rụng răng. Cô nói thiệt. Ủa cô tại sao có bầu lại phải rụng răng với lại rụng tóc nhiều hơn thời kỳ bình thường? Tại lúc mà còn trẻ nó chửi chồng nhiều quá, chửi quá gió nó vô đó, rồi núi nó lỏng. Sorry nha. Sorry. Cô cũng hiểu, nhưng mà hồi xưa đó cô có một người bạn bị bầu bị rụng răng đấy cưng. Có thì hỏi bác sĩ đó là tệ lắm mới bị rụng răng. Có giờ em bé nó lấy thì đương nhiên em bé nó lấy hết tất cả của mình, nhưng mà cơ thể mình phải thiếu rất là trầm trọng thì mình mới bị tới đó, mới bị rụng răng, mới bị tới đó. Nhưng già răng mình yếu đương nhiên, nhưng mà người châu Á mình là răng rất là kém, tại vì ăn không có đủ chất từ hồi nhỏ tới lớn rồi, không có đủ. Đất ở đâu em biết đồ ăn ở đâu không? Là đất em trồng lên đất. Hồi xưa đất Mỹ này đó, khi mà nó dở ra một cái đợt, như hạn như rau, nó dở ra một đợt rau, thì trong cái đợt rau nó dở đi đó là nó trồng một cái loại khác, nó trồng một cái loại khác để làm cái phân bón, rồi khi cái phân bón nó đủ bao năm nó mới trồng lại cái đợt cũ lên. Thôi, bạn nói bạn gọi trước rồi đó, nhưng mà bữa nay bạn tới trễ cũng như chai on. Hiểu cô nói không? Nhưng mà bây giờ không có. Em biết hồi xưa đó, Phước Lộc Thọ con qua đây á, rất là hiếm. Ơ mai đó là toàn là farm không, trồng cây không. Farm bây giờ đâu còn nữa. Bây giờ những cái bởi đó người ta dỡ lên thì ở chứ nó trồng đậu xanh để làm phân bón cho cái đợt cái tiếp không. Dỡ lên trồng được khác vô liền thì đất nó không đủ màu đỏ. Là tại sao? Dân tộc giờ quá đông. Bây giờ nó nói một cái square foot như vậy có thể hai người đứng. Em nghĩ một cái phòng bao nhiêu cây, nó đâu có đủ chỗ mà. Thành ra tất cả bổ dưỡng là từ ở đất, lòng đất hết, lòng đất hết, không có từ đâu hết. Bây giờ em ăn rau có mắt nhưng mà nó trồng từ đâu? Từ đất. Đất nó có bổ dưỡng không? Hiểu cô nói không? Thì thành ra yeah, go ahead, help yourself comfortable anywhere you can go. Yeah. Thì thành ra là cái lý do đó là do mình bị thói độc nha. Alopecia ở trang 235 235 là do emotional impact, là do mình bị cảm xúc. Less attractive, less assertive, less successful, personal likable and older than 5 years. Đó, thành ra là đó là những cái mà mình nói ha. Rồi, bây giờ đối với emotional impact đối với người đàn ông thì như thế nào cưng? Người đàn ông thì ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ. Nói chung cái này nè, đó là do impact cảm xúc của người đàn ông và người đàn bà. Thì nói chung cái câu chính là cái gì cưng? Emotional. Emotional tiếng Việt dịch là gì? Cảm xúc. Yes. Thôi chơi đừng vô học. Vô học là dạy hơi chậm, tại mình phải nói hai thứ tiếng. Trường kia sau này á, mà làm á, cô cũng nói rồi. Lớp Mỹ dạy riêng, lớp tiếng Việt dạy riêng, không có dạy chung rồi. Tại vì dạy chung như vậy đó, mình người Việt nhiều á, mà nói tiếng Mỹ nhiều á, thì người Việt sẽ bị ít hơn. Thành ra hồi xưa cô dạy trường Việt Nam á, nó giận Việt Nam, Mỹ vô không nhận. Cô nói, nhưng mà nếu trở lại thì phải nhận tiếng Mỹ. Thì cô cũng suggest, cái người chủ đó cũng bạn cô, cô nói phải bỏ tiếng Mỹ thì tiếng Việt đi. Nó cũng không có nên đại học chung nó cũng tội tụi nó. Alright, là alopecia, thấy chưa? Alopecia là gì? Ở trang 235 so. Say again your name again. I'm sorry, your name again. Venice. Venice. Venice.
Queenie of Venice. Okay. So let me talk to you about real quick about my class. Because we speak two languages, yeah. Vietnamese and English together. Okay. So majority is in Vietnamese. So what I do, I post in here, it's bilingual. Vietnamese and English. Okay. So I back and forth. Sometimes I speak more Vietnamese, sometimes I speak more English. Forgive me if I'm doing that. All right. Yeah. So anyway, on the board, you see all the number here that represent for the page number. So you in my class, you should have a book. All the Vietnamese have an English book, not Vietnamese in here, but bilingual that I wish to do for a long time. So if you interested in my class, that all my guideline, okay? So everybody follow the same book, the page number already on the board, and everything in here. So feel free taking the pictures and go home, note this. Okay. You guys have a touch every Friday? We don't have touch every Friday. We not scheduled like every Friday. But as long as we done the chapters, we have a test. The test will let you know a day before, and you go ahead all the book study with the note, and then you have a test next day. Nice. Okay? Just two more questions. Yeah. Have you ever had a student come and transfer their hours? I'm not already tell you that. You have to talk to the office. Okay. Okay. I just was wondering if you've ever seen that before. But the office should know. So myself, as a teacher, I don't go deeply about personal things. Do you take clients every day after theater? After 11 o'clock. Every day. Yeah, pretty much. We open from Monday to Friday. Okay. And the class ends at 11 o'clock. I send all my students full time go to lunch, not part time. But you can break at the same time, 15 minutes. And the lunch time for a full-time student could be half an hour. After that, 11:30, everybody come back. And if on, you're on the freshman, you need to work on your doll head and qualify for 10% of your hourly. Just say, example, 1,000 hours. You 100 hours, you allowed to go client. But within, before 100 hours, you have to work on your doll head. But sometime, you will extra hand, you really good. We can push you out literally before 10% of your tuition. Yeah, yeah. So you can work on a client. But as long as you're confident, if you don't feel confident, less than 10% you can tell, oh, instructor, I don't feel confident. Yeah. But the thing is, 10% of your tuition, you have a permit to work on your client. But as long as you practice everything what I post on the board, right here, I put on the board, so that means you have to follow, okay? So that's all. Any question? Anything you belong to hourly, how you do, what you do, that belong to administration. Gotcha. Okay? Any question, ask them. Okay? But welcome to my class anyway. Thank you so okay? much. Appreciate it. You're welcome. Okay. Alo PCR đó là bệnh hói đầu. Hair loss. Okay? Tức là có bình thường không? Abnormal. Không có bình thường. Okay? Hey. 235. Bây giờ most common á, là những cái mà phổ thông nhất trong abnormal hair loss alopecia. Androgenic alopecia. Tức là rụng tóc mà ở giai đoạn nào cơ? Androgen. Chữ gì? Androgen. Chữ gì? Androgen. Ở giai đoạn nào? Androgen. Đúng rồi. Androgenic alopecia còn gọi là hói đầu trong thời kỳ mà mạnh nhất đó nha. Nha. Thì lúc này những cái terminal hair convert into the vellus hair. Trong giai đoạn này tức là sợi tóc bắt đầu nó đang lớn, nó sẽ bị thun lại để trở thành cọng lông mang, tức là nó đi ngược lại. Giống như cái tree nó không có hút nổi những cái protein thì như thế nào? The hair shrink it. Shrink it. And loose. Cọng tóc từ từ nó lớn, mỏng từ từ và rớt ra. Thì cái gọi là androgenic alopecia. Cái thời gian này rụng tóc tức là thường ở tuổi 40. Usually là 40 nha, ở tuổi 40 nha. Mà ở tuổi 35 vào khoảng 40%, 40% both men and women show the degree of the hair loss. Tức là vào khoảng tuổi 35 thì 40% người đàn ông và người đàn bà bị rụng tóc.